Đây là phòng ngủ của vợ chồng mình. Mình đang ở một khu vực bên cạnh Tham City. Và đây, các bạn có thể nhìn thấy khung cảnh từ phòng ngủ nhà mình nhìn sang. Thế bạn thấy nhìn thấy là xa xa là khu Park Hill, Tham City. Bên tay phải thì là Hồ Yên Sở. Bên tay phải nữa thì là khu vực của chung cư Helios. Và dưới này thì là các quan chức của thành phố Hà Nội đang ở. Các bạn có thể nhìn thấy, đây là khu biệt thự kim cương của thành phố Hà Nội mình. Những người nghèo như mình thì sẽ phải ở chung cư thôi, không có tiền để mua biệt thự đâu. Đây là phòng ngủ vợ chồng mình. Đấy, các bạn đã nhìn thấy những quả ổi mình ăn để giảm béo. Nhờ có những quả ổi này mình đã giảm được 5 kg. Trước đây mình 65 cân, sau khi giảm cân thì bây giờ cân nặng của mình chỉ còn có 71 cân thôi. Đây là chiếc tivi của một gia đình nghèo tại Hà Nội. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cũng bé thôi. Đó. Đây là nhà vệ sinh. Để mình bật lên cho các bạn coi ha. Đó, đây là nhà vệ sinh. Đây là bồn tắm của một người thầy giáo nghèo. Đấy, chỗ này là buổi sáng thầy giáo nghèo sẽ rửa mặt đi ị đây. Đấy. Thông thường thì mình sẽ tắm ở đây. Tắm ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài một chút ha. Nhà mình có một cái ban công rất là lớn. Ước mơ phải giới thiệu với các bạn, đây là tủ quần áo của mình. Nhưng mà mình là không hề có một cái quần áo nào của mình mấy, mà toàn là đồ của vợ mình thôi. Đó, cuộc sống của một người thầy giáo nghèo vào ngày mùng 3 Tết. Đây là cái ban công lớn của gia đình mình. Ban công rất là to, để vừa được một cái máy giặt. Đấy, ban công ấy. Bình thường mình sẽ ra đấy ngồi để sáng tác âm nhạc. Đấy, các bạn thấy không? Đây là cái giường rất là ngăn nắp của một người thầy giáo nghèo. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi sang phòng khác của gia đình mình nhé. Đây là phòng ngủ của con trai mình. Nó ngủ đây. Phòng ngủ của con gái mình. Đây là phòng khách của nhà mình. Đấy, để mình bật điện cho các bạn ha. Đó. Đây là một bức tranh. Bức tranh này rất là kỳ dị. Mình theo đạo Phật nên là đây là bức tranh toàn bằng lá cây bồ đề mang từ Ấn Độ về. Mình đã đến khu vực đường Tăng đi lấy kinh. Đường Tăng thì lấy kinh, còn mình lấy lá bồ đề về. Bây giờ mình sẽ mở cửa phòng bếp nhà mình cho các bạn coi ha. Đó, mình mở nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Đó. Từ đây thì mình sẽ nhìn thấy Tham City, bệnh viện Vinmec. Bạn nhìn thấy bệnh viện Vinmec rồi đúng không? Đó, mình sẽ mở cửa để chúng ta đi ra ngoài nhé. Đó. Xa xa là sông Hồng đấy các bạn. Đấy. Khu Imperial bên tay trái các bạn, xa xa là khu Hòa Bình Green. Đấy là một trong những khu chung cư cao cấp nhất của thành phố Hà Nội. Ngày xưa giá bán đến 50 triệu một mét vuông. Bây giờ còn khoảng 30 triệu, 35 triệu. Còn bên tay phải của bạn là khu
khu chung cư của người giàu nhất Việt Nam là anh Vượng, 27 tòa. Ai mà ở đó thì cả một ước mơ đấy. Nhà mình nghèo nên là không ở đó được. Chúng ta sẽ vào nhà. Thời tiết ngày hôm nay mùng 3 khá là lạnh. Đó. Đây là cái bếp của vợ mình. Nhà nghèo nên nhà chỉ có rau và hoa quả ăn thôi. Tuyệt đối là không có thịt. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi vào phòng khách nhà mình. Đây là phòng khách nhà mình các bạn nhé. Nó thiếu đèn nữa, nó hơi tối. Đây là phòng khách nhà mình các bạn. Đó, đây là cái gương. Buổi sáng là mình sẽ chải tóc, mái tóc dài của mình. Đó, đây là chậu hoa mình mua hôm 29 Tết. Chậu hoa này rất là rẻ. Mình mua 250.000 đấy các bạn. Thấy chậu hoa có được không? Tuy rằng hơi nhỏ một chút. Đấy, cành quất nhà mình, cây quất này. Người thầy giáo nghèo thì chỉ có thể mua một cây hoa giấy thôi. Đấy, đây là cái sofa. Sofa này mình mua ở chợ đồ cũ này. 5,5 triệu. Còn đây là cái bàn uống nước. Bàn uống nước của nhà mình. Ban thờ này, các bạn đỡ mất câu hỏi. Ban thờ là mình tự đóng, tự sơn. Tiền gỗ thì mất 2,4 triệu. Tiền công của mình chắc mất thêm 2 triệu nữa là... Đó, này, đây là phòng khách kiêm với cả phòng ăn của nhà mình. Đây là cái tivi, tivi vợ chồng mình. Tivi mình mua đồ cũ thôi. Đây là một ngôi nhà của một người thầy giáo nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam. Năm mới mình chúc các bạn có được sức khỏe. An khang thịnh vượng. Và chúng ta sẽ có một năm mới tốt đẹp hơn. Ai chưa có nhà thì mua nhà. Đầu tiên là mua nhà nhỏ như mình. Sau này có điều kiện chúng ta sẽ mua nhà to hơn. Sau đây mình sẽ xin dừng video và tạm biệt các bạn.